ra bên nhau. Hôm nay là đang là anh Phạm của hành trình đi vào thác Hồ Sán ở bên xã Giang Hồ. Hôm nay là trời cũng khá nắng luôn này. Giờ là 12 giờ trưa nha anh Thắng. 12 giờ trưa. Trời là 12 giờ trưa lắm. Mình nha. Vào đây đường cũng toàn cỏ rồi. Bây giờ đến hiện tại giờ mình cũng đã đến chỗ cái đường lên thác rồi. Đấy, sau một cuộc hành trình từ nhà về thì giờ cũng khá rất là nắng luôn mọi người ạ. Mình cũng không đeo thêm mũ đâu mọi người ạ, thì rất là nóng luôn. Đấy, bây giờ cuộc hành trình của mình bây giờ đang lên đây mọi người ạ. Cách đây phải tầm 2 cây 3 cây mọi người ạ. Mình cũng lần này cũng là lần đầu mình về đó mọi người ạ. Lần đầu mình về thì mình không biết là có tìm được đường lên trên thác không. Mọi người cùng mình theo dõi video không? Mọi người xem video mình thì đừng quên là like và chia sẻ cho mình nhé mọi người nhá. Đăng ký kênh cho mình nữa. Nhấn chuông để theo dõi video mới nhất của mình. Mọi người ta là đến gần suối tiếp rồi. Nước ở đây rất ồn nhá mọi người nhá. Tiếng suối là rất ồn luôn. Rất nhiều đá nhá mọi người nhá. Thác to là bên trên này mà, mọi người ạ. Đấy. Mọi người theo cùng hành trình mình đi. Đấy, đường đi rất là khó luôn. Không biết là tầm mấy phút nữa mới đến chỗ thác to kia. Đây, đường là đi đây. Đi rất khó luôn. Đấy, không biết leo được lên thác to em. Thật sự cuộc hành trình này cũng rất là khó luôn. Hiện tại thì mình vừa lên con suối đi. Mình cũng lên cũng khá mệt rồi. Hiện tại thì cũng gần đến cái thác của mình ạ. Là gồm có 2 thác. Đấy, thác là một thác là ở dưới này. Ở đằng trước mình đấy. Còn thác trên cao, bây giờ mình sẽ đi thác trên cao cho tất cả mọi người xem trước mọi người nhé. Thật sự là đi rất là mệt luôn. Mình leo núi lên thì cũng rất đi khó luôn nhé mọi người. Hiện tại thì 3 giờ rưỡi rồi mọi người. Chắc chỉ đến đây khám phá một tí xong rồi. Chắc là tối nay phải xin nghỉ lại ở trong làng gần đây mọi người ạ. Bởi vì từ đây đi về nhà mình cũng rất xa. Tầm 16 cây luôn mọi người ạ. Mới 16 cây có đến không? Mình cũng về mình cũng không xem. Biết đường một tí. Về đến đây thì còn không biết thác ở đâu mọi người ạ. Lên canh quanh đi canh lại. Nói chung là xít là đường. May còn có người dân ở đây. Đằng trước của mình là thác nhỏ dưới này nè. Rồi họ đang nướng thịt mọi người ạ. Thịt gà cái kiểu ăn uống mọi người. Mọi người theo dõi nha. Tại đây là mướng nước. Không biết là tầm mấy phút nữa mới đến kia mọi người. Thật sự là giờ đi không biết là có tối không. Tối thì không, lại không ghi hình cho các bạn xem. Mình đi cũng mỏi chân rồi mọi người. Đi xe cũng rất khó luôn mọi người. Này, giờ là đến khe suối ở dưới này. Khe suối ở dưới này. Đấy, hôm nay là đi 2 anh em. Như lúc đấy, mình bảo anh Thắng này đang đi trước. Đi từ từ đi lại hình khung cảnh ở đây cho các bạn xem. Đây là suối rừng. Có cả suối rừng nhé mình nhé. Có các loại cây ăn cỏ khác nữa mọi người. Các loại cây hoa màu có hết. Nước ở đây là nói chung là rất là sạch luôn. Nước đây rất là sạch luôn.
rất là chảy luôn mọi người nhá. Sử là nước này là mình uống cũng được. Nước ở dưới xuôi thì còn lấy lọc qua. Nước này còn rất mát mọi người. Nước này rất mát mọi người. Mình vừa leo từ dưới kia lên. Thân cây đây. Đấy, leo từ dưới lên rất khó luôn mình. Mình đã leo từ dưới kia lên xuôi. Đấy, còn đằng trước của mình đây. Đằng trước còn một đoạn lên nữa. Rất một hàng không có hành trình nữa. Đây, chỗ mình đang đứng thì chỗ này có một tảng đá. Thì chỗ này còn đứng được mình ạ. Chỗ này thì chắc là không cần cầm cũng leo được mình. Đây, leo được thoải mái mình ạ. Chỗ này là leo được thoải mái nhá mọi người nhá. Thật sự dép của mình không dám mặc. Dép mình cũng không dám gì nữa. Đấy, mình lấy cởi ra đi cho nó chắc chắn mọi người. Đấy, đấy cái khu mình từ dưới kia mình đã leo hoàn thành mọi người nhá. Mà hẳn trước còn là hẳn một cuộc hành trình khó khăn nữa. Mọi người. Rất nhiều đá nhá mọi người nhá. Thác to là bên trên này mà, mọi người ạ. Đấy. Mọi theo cái cuộc hành trình mình đi. Đấy, đường đi rất là khó luôn. Không biết là tầm mấy phút nữa mới đến chỗ thác to kia. Đây, đường là đi đây. Đi rất khó luôn. Đấy, không biết leo được lên thác to em. Thật sự cuộc hành trình này cũng rất là khó luôn. Hiện tại mình là đến thác rồi mọi người ạ. Đấy mọi người ạ, thác là ở trên này này. Đây nó thấy một vết trắng xuống rồi mọi người ạ. Có một vết trắng xuống luôn nhá. Tí mình sẽ lên đấy mọi người ạ. Đấy, mình vừa leo từ dưới kia lên. Thân cây đây. Đấy, leo từ dưới rất khó luôn mình. Mình đã leo từ dưới kia lên xuôi. Đấy, còn đằng trước của mình đây. Đấy, đằng trước còn một đoạn lên nữa. Rất một thằng không có hành trình nữa. Đây, chỗ mình đang đứng thì chỗ này có một tảng đá. Thì chỗ này còn đứng được mọi người. Chỗ này thì chắc là không cần cầm cũng leo được mình. Đây, leo được thoải mái mọi người. Đấy, chỗ này là leo được thoải mái nhá mọi người nhá. Thật sự dép của mình không dám mặc. Dép mình cũng không dám đi nữa. Đấy, mình lấy cởi ra đi cho nó chắc chắn mọi người ạ. Đấy, đấy cái khu mình từ dưới kia mình leo hoàn thành mọi người nhá. Mà hẳn trước còn là hẳn một cuộc hành trình khó khăn nữa. Mọi người ạ. Mọi người ạ, giờ mình quay cho bạn xem luôn. Đấy, cho các bạn đo từ A đến Z luôn. Đấy, chưa hết đâu mọi người ơi. Vẫn còn nha, đây này. Hẳn thác cao to luôn. Đây mọi người ơi. Đấy, cao cực kỳ không mọi người. Thật sự là rất cao luôn nhá mọi người nhá. Đấy, nhìn nước xuống này. Đấy, mình đứng ở đây nước vẫn về đến nhá mọi người nhá. Đấy, lúc tạt to thế này là nước về đến luôn. Điện thoại của mình bây giờ cũng ớt rồi, gần hết rồi mà. Đấy, nước xuống rất to luôn. Đấy, đây là khu đây này mọi người. Đấy, xung quanh thì toàn là đây, suối rừng. Đây là suối rừng cả cây. Đấy, trời hôm nay mây cũng khá đẹp mọi người nhá. Mây cũng khá là đẹp. Đây là từ đấy mình xuống này. Đấy, anh Thắng là đang bên kia kìa. Anh Thắng là đi chậm hơn mọi người. Anh Thắng là không sợ trời ớt. Thôi mình cũng sợ trời ớt lắm. Mình đi vào tảng đá kia xem tí. Đấy. Đấy mọi người. Ở trên này giờ mình thấy lạnh rồi mọi người ạ. Giờ mình đã thấy lạnh rồi. Mình đi rất sợ chật chân lắm mọi người nhá. Đi mình còn đi dép nữa. Đấy, đây là những tảng đá khô. Trong có những cây đây. Mọi người ạ, đây vẫn có dâu la chí này mọi người ạ. Đấy, dâu la chí như video mình lên sinh tồn cũng có. Đây, đây là ở bên này cạnh suối này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây là những thác nước nhỏ xuống.
kỳ rất là đẹp luôn mọi người, con suối rất là hùng vĩ luôn. Thôi để xin chào tất cả mọi người nhá. Video thì mình thì cũng xin đến đây mình cũng xin kết thúc. Thì chúc mọi người một ngày vui vẻ nhá, thêm động lực xem video mình thì đừng quên là like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhá mọi người nhá. Thôi xin chào. Hiện tại là mình đang ở con đường, nhưng video lúc đấy mình nói gặp mấy anh em trong suối thì mình cũng làm một bữa với anh em say rồi. Bây giờ thì mình thì đang trên con đường xuống, túi áo thì quần thì vẫn chưa sắn lên nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.